Hai qua con back my channel start cái đây không? Let's go. Okay, let's go. Slendery of reversal. Okay, let's go. Thank you.
OK, let's go. Và tiếp tục vào. Đây mình đã tìm được 12 ký tiền rồi và chỉ còn 8 ký tiền nữa thôi. Khi các bạn tìm hết ở trên tầng 2 này thì các bạn sẽ xuống dưới tầng hầm để tìm kiếm tiếp. OK, let's go. Trong tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm tất cả là 8 quyển sách. Ok, thank you.
qua mà không đi được. Oh my god. Ok, vào tới cái tiếp theo. Khuya. Vào từ cái tiếp theo, let's go. Thank you.
Trong cái tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả 6 bức hình. Và hiện tại thì mình vẫn chưa tìm thấy một bức hình nào. Đây rồi, bức hình đầu tiên. Cửa này không mở ra được chứ. Wow, rõ là có chìa khóa rồi. Rồi, và tiếp tục các bạn sẽ tìm được bức hình tiếp theo. Và đó thì các bạn sẽ gắn vào đây. Khi đủ 6 bức hình thì các bạn sẽ gắn vào đây và các bạn sẽ hoàn thành tựa này. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Selatinachu. Chỉ có một tím mới không lấy được à? Oh my god. Oh my god, wow. Ok, vào tới cái tiếp theo là Pirin. Đây là các bạn sẽ phải đi tìm một con đường thật đúng, nếu không thì các bạn sẽ gặp bô lông. Đó là một hồn ma thật là kinh dị, nên các bạn sẽ phải đi đúng. Nếu mà hướng người sai thì các bạn sẽ hy sinh và sau đó thì sẽ chọn một hướng khác. Oh my god. Rồi, và tiếp tục mình sẽ phải chọn lại thôi.
không vào được. Mình sẽ thử bật wifi xem như thế nào. Okay, đây rồi.